hành trình thông thái. Bạn có biết hạn sử dụng của rượu là bao lâu? Hay mấy con virus cổ đại trong băng tuyết ở Bắc Cực mà sống lại thì có đáng sợ không? Chào mừng đến với 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, phần 38. Dạo gần đây, trong lúc duyệt bài cho group VFX Community, mình thấy nhiều anh em có vẻ hoang mang trước thông tin băng tan ở Bắc Cực khiến nhiều loài virus cổ đại chết chóc thoát ra. Nói luôn là đây không phải là fake news, cơ mà bạn không việc gì phải bận tâm hay là lo sợ nó quá nhiều. Trước hết thì đúng là một số vi sinh vật cổ đại, bao gồm vi khuẩn và virus có niên đại hàng nghìn năm đang hồi sinh từ Bắc Cực, cơ mà hầu hết chúng không đến từ sự tan chảy của biển băng, thềm băng hay sông băng, mà đến từ sự tan chảy của băng tuyết nằm trong những tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Tầng đất đóng băng vĩnh cửu, permafrost, theo định nghĩa của Wikipedia là các tầng đất có nhiệt độ luôn duy trì ở mức dưới 0 độ C trong ít nhất 2 năm, khiến nước tại những vùng đất này luôn tồn tại ở trạng thái băng tuyết. Người ta ước tính được rằng có tới 11% bề mặt trái đất và 15% bề mặt Bắc Bán Cầu được bao phủ bởi tầng đất đóng băng vĩnh cửu, tập trung chủ yếu ở Alaska, Greenland, Canada và Siberia. Phần còn lại nằm trên các đỉnh núi ở Nam Bán Cầu và bên dưới các vùng đất không bị bao phủ bởi băng tuyết ở lục địa Nam Cực. Sự tan chảy của tầng đất đóng băng vĩnh cửu khiến một số vi sinh vật cổ đại được lưu trữ bên trong xác của các sinh vật tiền sử, sinh sống chủ yếu trong kỳ Pleistocene, cách ngày nay từ 2,58 triệu đến 11.700 năm, hồi sinh. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa thống nhất được rằng vi khuẩn và virus có thể tồn tại bao lâu trong băng tuyết. Có người bảo 50.000 năm, có người nói 500.000 năm, cũng có người tự tin với con số cả triệu năm. Tuy nhiên thì việc đánh thức chúng trong phòng thí nghiệm hiện mới chỉ thành công với các đối tượng dưới 30.000 năm tuổi. Quay trở lại với nội dung chính, việc các vi khuẩn và virus cổ đại đội mồ sống dậy từ các vùng đất lạnh giá ở Bắc Cực có thực sự đáng để quan ngại hay không? Câu trả lời là cũng không hẳn. Ở thời điểm hiện tại, có ít nhất 3 chủng vi sinh vật nguy hiểm có thể được tìm thấy tại Bắc Cực, đó là Bacillus anthracis, vi khuẩn gây bệnh than, virus cúm AH1N1 gây ra đại dịch cúm Tây Ban Nha và họ virus Poxviridae gây bệnh đậu mùa. Nguồn gốc thực sự của chúng là một bí ẩn. Tuy vậy, xác của con người và các loài động vật từ các lần bùng dịch trong quá khứ đôi khi được chôn tại các vùng đất lạnh giá ở Bắc Cực. Sự tan chảy của băng tuyết trong permafrost khiến những cái xác có cơ hội trồi lên bề mặt và gây bệnh trở lại. Và đó có vẻ như là những gì đã từng xảy ra. Theo một bài viết trên newrepublic.com, xác một con tuần lộc bị bệnh than được chôn từ năm 1941 tại Siberia đã lòi lên khỏi mặt đất vào năm 2016. Các bào tử của vi khuẩn Bacillus anthracis từ xác con tuần lộc bị phát tán vào tầng đất bề mặt và vào những con suối gần đó trước khi dòng nước đó được uống bởi những con tuần lộc di cư và thịt của chúng được ăn bởi những người nền nét du mục. Hệ quả là hàng ngàn con tuần lộc ngỏm củ tỏi, một cậu bé 12 tuổi tử vong và ít nhất 115 người khác phải nhập viện. Thế thì tại sao lại nói là không cần phải bận tâm hay là lo sợ trước hiểm họa đến từ Bắc Cực? Thứ nhất, những con vi khuẩn, virus một khi được giã đông cần ngay một vật chủ để bấu víu. Đen cho chúng là không có quá nhiều vật chủ tại những vùng đất bên trong vòng Bắc Cực. Cư dân tại đây chủ yếu là các dân tộc thiểu số, không thường xuyên di chuyển hay liên lạc với thế giới bên ngoài, na ná như việc chúng ta giãn cách xã hội vậy, giảm thiểu nguy cơ hình thành đại dịch. Thứ hai, bạn đang sống trong kỷ nguyên vàng của khoa học và công nghệ. Nên nhớ rằng trong thời kỳ tiền Covid-19, một nhà máy sản xuất vaccine thường cần từ 4 đến 6 năm để xây dựng và toàn bộ quá trình để phát triển một vaccine có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm. Ấy vậy mà chúng ta đã tạo ra vaccine Covid-19 đầu tiên trong thời gian kỷ lục, chỉ 11 tháng. Đó là vaccine Covid-19 Pfizer-BioNTech, được bán dưới tên gọi Comirnaty, là kết quả của sự hợp tác giữa công ty dược Pfizer của Mỹ và BioNTech, một công ty công nghệ sinh học của Đức. Riêng với vi khuẩn thì đơn giản hơn vì chúng ta hiện đang có trên 100 loại kháng sinh để đập bọn này.
Tóm thì váy lại, vi sinh vật tiền sử ở Bắc Cực là một mối họa tiềm tàng. Cơ mà thay vì lo lắng về thứ không biết bao giờ mới xảy ra, ngay lúc này, anh chị em hãy thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ nha. Có lẽ chẳng cần phải là một người sành sỏi về rượu thì bạn cũng biết rằng việc ủ rượu vang có thể làm tăng độ ngon của chúng. Theo Wikipedia thì các phản ứng hóa học phức tạp giữa các thành phần của rượu vang như đường, các axit và các hợp chất phenol, quan trọng nhất là tannins, khiến mùi hương, màu sắc và hương vị của rượu thay đổi theo cách mà ta gọi là ngon hơn. Nói vậy cơ mà người ta ước tính rằng 90% rượu vang được tiêu thụ trong năm đầu tiên và 99% được tiêu thụ trong vòng 5 năm kể từ ngày sản xuất. Trên thực tế thì những chai rượu vang cổ có tuổi rượu từ vài chục đến cả trăm năm luôn có giá trên trời. Ôi trời ơi! Người bình thường bán nhà đi có khi cũng chả mua nổi. Mày đừng có bốc quét! Mày đừng có mồm điêu đi! Bạn không tin chứ gì? Chai rượu vang đắt nhất thế giới là chai Domaine de la Romanée Conti, Romanée Conti Grand Cru, sản xuất năm 1945, tức có tuổi rượu khoảng 76, già hơn hầu hết những người đang xem video này. Vào năm 2018, một nhà sưu tập châu Á đã chi ra 558.000 đô la, khoảng gần 13 tỷ đồng theo thời giá hiện tại, để dinh em nó về. Với thể tích đúng một gù khoảng 750ml, giá mỗi ml rượu trong chai Domaine là 744 đô la Mỹ, khoảng 17 triệu đồng. Cơ mà với 76 tuổi, Domaine de la Romanée Conti, Romanée Conti Grand Cru còn lâu mới là chai rượu vang già nhất thế giới. Danh hiệu này thuộc về Speyer White Bottle, một chai thủy tinh kín nghi là đựng rượu vang được đào lên từ một ngôi mộ của một nhà quý tộc La Mã gần thành phố Speyer, nước Đức. Chai rượu Speyer được tìm thấy vào năm 1867, cách đây 154 năm. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Tuy vậy, lai lịch của nhà quý sở tộc La Mã cho thấy nó có niên đại từ năm 325 đến năm 350 sau Công Nguyên, biến nó thành chai rượu vang chưa mở cổ nhất thế giới với tuổi thọ từ 1671 đến 1696 năm. Sở dĩ nói Speyer White Bottle là chai thủy tinh nghi đựng rượu là bởi người ta không dám mở nó ra để xác minh, bởi hành động này sẽ ngay lập tức tước đi danh hiệu mỹ miều của nó. Cơ mà suy đoán này là có cơ sở bởi người La Mã cổ đại có truyền thống chôn các chai rượu vang cùng với người chết như là đồ dự trữ cho hành trình lên thiên đàng của họ. Và cũng không cần phải mở thì các nhà khoa học vẫn đoán được rằng sau gần 17 thế kỷ, các phản ứng hóa học đã triệt tiêu hầu hết hàm lượng cồn trong chai, khiến chai rượu Speyer nếu thực sự từng chứa rượu vang thì cũng chả còn là một chai rượu nữa. Các nhà vi sinh vật thì tin rằng chất lỏng mà đang lẫn với thứ gì đó rắn rắn có vẻ như là nhựa thông trong chai rượu Speyer là có thể uống được, cơ mà họ không chắc là nó dễ uống. Tớ thì không nghĩ là có ai dám thò mồm vào cái hỗn hợp mang dáng hình của bể phốt kìa đâu. Cũng cần phải lưu ý rằng có một sự khác biệt rõ ràng giữa tuổi của rượu vang lên men từ nho và rượu mạnh lên men từ các loại ngũ cốc như rượu gạo, rượu whisky, rượu brandy, rượu gin, rượu rum, rượu tequila hay rượu vodka chẳng hạn. Rượu mạnh nghe tên là biết rồi, có nồng độ ethanol hay cồn hữu cơ rất cao, thường từ 30 đến 40%, có loại lên đến 75%, đốt cháy như cồn. Phần còn lại của một chai rượu mạnh chỉ là nước mà thôi. Điểm mấu chốt của quá trình làm tăng tuổi rượu mạnh đó là trong giai đoạn ủ trong thùng gỗ sồi. Khi này, người ta sẽ cho rượu tiếp xúc với không khí một cách định kỳ để các phản ứng oxy hóa xảy ra và gây ra những sự thay đổi trong thành phần rượu, từ đó làm tăng tuổi rượu. Ngoài ra thì việc rượu tiếp xúc với mặt trong được đốt cháy thành than của các thùng gỗ sồi cũng mang lại cho chúng màu sắc và hương vị khác biệt. Một khi được đóng kín vào chai thủy tinh, tức không còn được giao du với oxy nữa, các loại rượu mạnh không già đi hay chính là không tăng tuổi thêm nữa. Nghĩa là bạn mua một chai Chivas 12 năm tuổi về cất đi khoảng 100 năm thì không hề biến nó thành một chai rượu 112 năm tuổi đâu. Rượu vang thì khác, chúng có nồng độ cồn chỉ từ 5,5 đến 25%.
Ngoài cồn và nước ra thì trong một chai rượu vang còn chứa một lượng nhỏ đường dư thừa từ quá trình lên men quả nho. Một lượng nhỏ các loại axit như axit tartaric, axit malic, axit citric và tannins, một hợp chất phenol. Ngay cả khi đã chui vào chai thủy tinh thì các thành phần phức tạp của rượu vang vẫn liên tục phản ứng với nhau và làm thay đổi màu sắc, hương vị của rượu. Cơ mà điều đó không hề có nghĩa là bạn có thể mua một chai rượu vang rẻ tiền và cất vào kho 100 năm để tạo ra một cực phẩm tiền tỷ. Rượu vang rẻ tiền có tỷ lệ axit, tannin, đường và cồn không phù hợp để ủ trong thời gian dài. Hương vị của chúng thường sẽ biến đổi theo chiều hướng không tốt sau khoảng 5 năm. Những loại rượu vang đắt tiền thì được cân bằng các thành phần để có thể thơm ngon sau hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm. Thế còn sau cả nghìn năm, một chai rượu vang về cơ bản đã không còn là rượu nữa, khi mà lượng cồn cơ bản đã được chuyển hóa hoàn toàn thành giấm nhờ một chi vi khuẩn có tên Acetobacter. Nói vậy có nghĩa là rượu vang dù tốt đến mấy cũng chỉ có hạn sử dụng đâu đó trong khoảng 100 năm. Vậy còn rượu whisky hay rượu gạo quốc tử của Việt Nam thì sao? Chúng không già đi một khi được đóng chai, có nghĩa là bạn có thể bảo quản một chai rượu mạnh mãi mãi đúng không? Khá là đúng vậy. Ethanol là một hợp chất hữu cơ bền vững nếu được bảo quản đúng cách, nghĩa là nếu được đựng trong một bình thủy tinh kín, tránh xa mọi nguồn sáng và nguồn nhiệt, rượu mạnh gần như không có hạn sử dụng. Còn mà nếu xem vi phách đủ lâu thì anh em cũng biết rằng chả có cái vẹo gì gọi là may mãi cả. Một khi bạn mở nắp và cho rượu mạnh tiếp xúc với không khí, hoặc không mở nắp nhưng trưng bày chúng tại nơi có nhiều ánh sáng hoặc nhiệt độ cao, chất lượng rượu sẽ giảm dần qua thời gian. Các bạn vừa xem xong phần 38 của 1001 sự thật khiến bạn thông thái hơn, được tổng hợp bởi VFX.